mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng chào bạn bạn đang nghe audio chuyên mục dinh dưỡng trên website mạng y tế vn bánh trung thu và nguy cơ với sức khỏe mặc dù chưa đến tết trung thu nhưng hiện nay tại các cửa hàng đại lý bánh kẹo đã bày bán bánh nướng bánh dẻo đủ các vị mặc dù chưa đến tết trung thu nhưng hiện nay tại các cửa hàng đại lý bánh kẹo đã bày bán bánh nướng bánh dẻo đủ các vị cho mọi đối tượng từ người già đến trẻ nhỏ và cả người mắc bệnh mạng tính. Tuy nhiên, mua hay sử dụng bánh trung thu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tốt cho sức khỏe thì không phải. Ai cũng biết tường tận, thành phần dinh dưỡng của bánh trung thu. Một chiếc bánh dẻo nhân thập cẩm khoảng 170 gram. Cung cấp 566 kcal, 16,3 gram đạm, 6,6 gram lipid, 110,2 gram glucid một bánh dẻo một trứng đậu xanh khoảng 176 g cung cấp 648 kcal năng lượng gấp 2 đến 2,5 lần bát phở bò. Còn trong một cái bánh nướng 176 g thập cẩm cung cấp 706 kcal, 18 g đạm, 31,5 g lipid và 87,5 g glucid một chiếc bánh nướng đậu xanh một trứng 176 g cung cấp 648 kcal, 19,5 g protein, 27,5 g lipid, 80,6 g glucid. Lượng bột đường có trong một chiếc bánh dẻo, một bánh nướng bằng 2, 3 bát cơm. Một bát cơm 258 g. Đường lại chủ yếu ở dạng đường hấp thu nhanh gây tăng đường huyết nhanh. Cần kiểm soát tốt việc ăn bánh trung thu để phòng tránh thừa cân béo phì cho trẻ. Nguy cơ khi sử dụng bánh trung thu Với trẻ thừa cân, béo phì Nếu ăn quá nhiều, trẻ thừa cân, béo phì hoặc trẻ rối loạn dung nạp gluco có thể gây ra đái tháo đường Với trẻ biếng ăn, khi ăn một miếng bánh vào lúc đói Đường huyết tăng sẽ làm trẻ mất cảm giác thèm ăn trong bữa chính và càng làm trẻ chán ăn Gây nên suy dinh dưỡng, ngộ độc Phần lớn chất béo trong bánh từ thịt mỡ là loại chất béo no gây nhiều tác hại. Chất béo lấy từ hạt dưa, hạt điều, vừng là có chút axit béo không no có lợi. Lượng chất béo trong một chiếc bánh trung thu bằng một hai lần lượng chất béo trong một bát phở bò, phở, gà. Chất đạm trong bánh nướng khá cao. Thường là đạm động vật nếu bảo quản không tốt chúng dễ bị ôi, mốc gây ra ngộ độc. Các vitamin trong bánh không nhiều, đồng thời khi chế biến và bảo quản cũng đã hao hụt đáng kể. Mức độ an toàn thực phẩm không đảm bảo bánh trung thu là một sản phẩm có đa dạng các loại thực phẩm. Gia vị, phụ gia thực phẩm chất tạo màu, chất bảo quản, chất chống mốc. Từng loại nguyên liệu đều có nguy cơ mất an toàn thực phẩm như thực phẩm bị ôi thiêu. Thực phẩm nhiễm các loại nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh. Nấm mốc tụ cầu, tả, lị, phẩy, nhiễm hóa chất độc hại, chất tăng trọng, kháng sinh, chất bảo quản, hóa chất bảo vệ thực vật, chất tạo màu cấm sử dụng việc không kiểm soát được nguyên liệu khi chế biến không đảm bảo quy trình về vệ sinh làm cho sản phẩm dễ bị ô nhiễm có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cấp tính mạng tính bệnh truyền qua thực phẩm và làm ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng người tiêu dùng sử dụng bánh trung thu đúng cách thế nào đối với trẻ em bánh trung thu thường khó tiêu do có nhiều chất béo chất đạm động vật chỉ cho trẻ ăn một miếng một phần tám chiếc bánh sau bữa ăn là đủ Bánh dẻo dễ dính vào răng gây sâu răng, khi trẻ ăn xong cần xúc miệng ngay. Với trẻ béo phì, nên giới hạn lượng bánh được ăn trong ngày. Khẩu phần ăn trong ngày sẽ trừ bớt phần do bánh cung cấp. Nếu ăn 1 phần 2 bánh dẻo, bánh nướng thì trong ngày phải bớt đi khoảng một bát cơm và lượng thức ăn tương. Ứng, đồng thời tăng lượng rau xanh để tống chất béo ra ngoài và ngăn ngừa đường huyết tăng nhanh nếu không giảm ăn thì cần đi bộ thêm 30 phút để tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Với người mắc bệnh mạng tính liên quan đến dinh dưỡng, nên lựa chọn các sản phẩm dùng cho người ăn kiêng ít đường và ít chất béo. Mặc dù vậy vẫn phải ăn rất hạn chế để kiểm soát bệnh. Cách lựa chọn bánh trung thu Để đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng cần chú ý các tiêu chí sau. Về nhãn mát, sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng có tên của cơ sở sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, có hướng dẫn sử dụng và bảo quản. Đặc biệt, sản phẩm có ngày sản xuất, có thời hạn sử dụng, tốt nhất là sử dụng sản phẩm mới xuất xưởng. Về chất lượng, người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm không bị dập nát, biến dạng, bao bì không rách nát, không có màu sắc khác thường, không có mùi khác lạ. Không lựa chọn mua sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Viện Dinh dưỡng Quốc gia nội dung bài viết đến đây là kết thúc nếu bạn có thắc mắc câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích chúc bạn luôn mạnh khỏe